Theo lời kể, bác Hồ bị cảm sốt nặng vào tháng 7 năm 1945, được một ông lang người dân tộc dùng củ cây này để chữa khỏi. Cho nên bác Hồ có dặn các đội viên trong đội tuyên truyền giải phóng quân trước cách mạng, hễ thấy cây này thì hãy lấy, mang theo mình, phòng khi cần đến. Câu chuyện này được ghi trong cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi. Vậy cây này là cây gì? Trong sách có ghi, đây chính là cây hà thủ ô trắng, còn có tên khác là hà thủ ô nam, bạch hà thủ ô, củ vú bò, dây sữa bò. Có nơi gọi là củ vú bò hoặc là dây sữa bò bởi vì lá của nó ra sữa, dây và lá của nó ra sữa trắng. Mỗi khi có tác động vào thì nó sẽ ra sữa, cho nên mọi người mới gọi như vậy. Theo mô tả, hà thủ ô trắng là một loại dây leo dài từ 2 đến 5 mét, thân và cành màu hơi đỏ hay nâu đỏ, có rất nhiều lông, khi già thì nhẵn dần, lá mọc đối hình mác dài, đầu nhọn, đáy tròn hoặc hơi có hình nón cụt, có lông mịn và nhiều ở mặt dưới, mặt trên cũng có lông ngắn hơn, phiến lá dài từ 4 đến 14cm, rộng từ 2 đến 9cm, cuống lá dài từ 5 đến 8cm, cũng có nhiều lông, hoa màu nâu nhạt hoặc màu vàng tía, mọc thành sim, rất nhiều lông, quả đại tách đôi ngang ra trông như sừng bò. Do đó, có người gọi là cây sừng bò, quả hình thoi, màu xám nhiều lông, dài 7 đến 11cm, rộng 8mm, hạt dẹt, phồng ở lưng, dài từ 5 đến 7mm, rộng 2mm, có chùm lông mịn dài 2cm. Vì cây có nhiều lông, trông như mốc, cho nên có nơi còn gọi là dây mốc. Toàn cây bấm thân lá quả non, chỗ nào cũng ra nhựa trắng như sữa, cho nên còn có tên là cây sữa bò. Theo lời kể, bác Hồ bị cảm sốt nặng vào tháng 7 năm 1945, được một ông lang người dân tộc dùng củ cây này chữa khỏi, cho nên bác Hồ có dặn các đội viên trong đội tuyên truyền giải phóng quân trước cách mạng, hễ thấy cây này thì hãy lấy, mang theo mình phòng khi cần đến. Cây hà thủ ô trắng mọc hoang ở khắp những đồi núi chọc ở nước ta, thường ưa những nơi đất đồi cứng, vùng Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Rễ củ dài, mẫn và trắng, giữa có lói trông như củ sắn, nhưng có vị đắng. Đào quanh năm nhưng tốt nhất vào mùa đông hay đầu mùa xuân, đào về thái mỏng phơi khô. Củ có chứa nhiều tinh bột, với những công dụng và liều dùng như sau. Các thầy thuốc Việt Nam coi vị hà thủ ô trắng có cùng một công dụng với hà thủ ô đỏ, làm cho người già trẻ lại, giúp cho sự giao hợp được bền lâu, tóc bạc hóa đen. Trong các đơn thuốc, thường dùng một nửa hà thủ ô đỏ, một nửa hà thủ ô trắng. Có khi để nguyên, không chế biến mà dùng, nhưng cũng có khi chế biến như đối với hà thủ ô đỏ. Liều và cách dùng như hà thủ ô đỏ. Hà thủ ô đỏ có liều dùng hàng ngày là 12 cho đến 20 gram dưới dạng thuốc sắc, thuốc rượu hoặc là thuốc bột. Cho nên là các bạn cũng có thể dùng cây hà thủ ô trắng này với liều dùng là 12 đến 20 gram. Hà thủ ô đỏ và trắng có thể không cần phải chế biến gì đặc biệt mà dùng ngay, cũng có thể chế biến như sau. Đem về đồ rồi phơi khô, có nơi không đồ mà phơi ngay, muốn có hà thủ ô miếng thì hái về còn tươi, đem thái ngay, đồ chín rồi phơi hoặc đồ chín rồi mới thái và phơi khô. Có nhiều người đồ hà thủ ô với đậu đen, đồ rồi phơi,
phơi lại đồ với đậu đen, làm như vậy. 9 lần đồ, 9 lần phơi, cho miếng hà thủ ô đen mới dùng, gọi là hà thủ ô chế. Đồ ở đây tức là xôi các bạn nhé, các bạn tưởng tượng như là xôi cơm ấy. Trong kháng chiến, tại các vùng dân tộc, người ta thường dùng củ và thân lá cây này để chữa cảm sốt, cảm nắng, sốt rét. Có nơi người ta sắc cây này với nước cho phụ nữ đẻ mà không có sữa uống để ra sữa. Cây hà thủ ô trắng thuộc họ thiên lý. Tại các vùng Sơn Đông Trung Quốc, nhân dân dùng với tên bạch thủ ô, hà thủ ô trắng. Rễ của cây bạch tiền hoặc rễ của cây ngưu bì tiên cùng họ thiên lý. Tại vùng Nam Kinh, người ta dùng rễ của cây nhĩ diệp ngưu bì tiên cùng họ thiên lý. Những cây kể trên hơi giống cây hà thủ ô trắng của ta. Đấy là những thông tin về cây hà thủ ô trắng. Sau đây là những bài thuốc về cây hà thủ ô trắng. Trước tiên là bài thuốc làm cho tóc râu trắng hóa đen, khỏe gân xương, bền tinh khí, sống lâu. Bài thuốc này có tên là Thất Bảo Mỹ Nhiệm Đơn, tức là làm cho râu tóc trắng hóa đen, khỏe gân xương, bền tinh khí, sống lâu. Bài thuốc này gồm có hà thủ ô đỏ và hà thủ ô trắng, mỗi thứ 600 gram, ngâm với nước vo gạo 4 ngày đêm, cạo bỏ vỏ, dùng đậu đen đãi sạch, rồi cho hà thủ ô vào chõ. Một lượt hà thủ ô, một lượt đậu đen, bắc lên bếp, đồ chín đậu đen, đem bỏ đậu, lấy hà thủ ô phơi khô, rồi lại đồ, làm như vậy 9 lần, cuối cùng lấy hà thủ ô, sấy khô và tán bột, đồ tức là xôi đấy. Xích thược và bạch phục linh mỗi vị 600 gram, cạo bỏ vỏ tán bột, đãi với nước trong, lọc lấy bột lắng ở dưới, nắm lại, tẩm với sữa người phơi khô. Ngưu tất 320 gram, tẩm rượu một ngày, thái mỏng trộn với hà thủ ô, đồ với đậu đen, vào lần thứ 7, thứ 8 và 9, đem ra phơi khô. Tức là khi mình đồ cái hà thủ ô kia, mình đồ 9 lần thì đồ đến lần thứ 7, thứ 8 hoặc thứ 9 ấy, thì cho ngưu tất 320 gram tẩm rượu một ngày, thái mỏng trộn với hà thủ ô, cho vào, đồ với đậu đen vào lần thứ 7, thứ 8 hoặc thứ 9. Đường quy 320 gram tẩm rượu phơi khô, câu kỷ tử 320 gram tẩm rượu phơi khô, thỏ ti tử 320 gram tẩm rượu cho nứt ra, giã nát phơi khô. Bổ cốt chi 100 gram trộn với vừng đen, hay còn gọi là hắc chi ma, sao cho bốc mùi thơm. Tất cả giã nát, trộn đều, thêm mật vào, làm thành viên 0,50 gram, tức là to bằng hạt ngô. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 50 viên. Sáng dùng rượu chiêu thuốc, trưa dùng nước gừng và tối thì dùng nước muối. Bài thuốc này thì khá là phức tạp. Nhưng cũng có một bài thuốc nữa cùng với công dụng như trên, nhưng ít vị hơn. Và cách làm thì cũng đơn giản hơn. Bài thuốc này chính là hà thủ ô hoàn, công dụng như trên nhưng ít vị hơn nhé. Thì bài thuốc này gồm có hà thủ ô 1.800 gram, thái mỏng ngưu tất 600 gram, thái mỏng hai vị trộn đều. Dùng một đấu to đậu đen đãi sạch, cho thuốc vào chõ, cứ một lượt thuốc, một lượt đậu, đồ chín đậu, lấy thuốc ra phơi khô, làm như vậy 3 lần rồi tán bột, lấy thịt táo đen Trung Quốc, trộn với bột, làm thành viên 0,50 gram,
ngày uống 3 lần, mỗi lần 30 viên, dùng rượu hâm nóng để chiêu thuốc. Và tiếp theo, một bài thuốc cùng với công dụng trên, nhưng cách làm lại còn đơn giản hơn nữa cơ. Bài thuốc này cùng công dụng với hai bài trên nhé, nhưng cách làm còn tiếp tục là đơn giản hơn cả hai bài trên kia. Thì bài thuốc này có tên là Hà Thú Ô Tán. Công dụng như bài trên thì cách làm như sau. Hà Thú Ô cạo vỏ, thái mỏng, phơi cho khô, tán bột, ngày uống 4 gram vào sáng sớm, chiêu thuốc bằng rượu. Cái bài thuốc này quá đơn giản. Thì các bạn lưu ý là dùng cả hai loại hà thủ ô với lượng bằng nhau nhé. Và còn một bài thuốc nữa là để dùng cho người già yếu, thần kinh suy nhược, ăn uống kém tiêu. Thì có hà thủ ô 10 gram, đại táo, tức là táo đen Trung Quốc 5 gram, thanh bì 2 gram, trần bì 3 gram, sinh khương 3 gram, cam thảo 2 gram, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 đến 4 lần uống trong ngày. Thì cây hà thủ ô đỏ, ngoài phần rễ củ của nó, người ta còn dùng lá, cành hà thủ ô đun nước tắm để chữa các chứng lở ngứa, liều lượng thì tùy tiện. Còn đối với cành thân của hà thủ ô trắng thì có thể dùng để uống cho da sữa hoặc là chữa sốt. Còn khi dùng để chữa bệnh thì thông thường người ta dùng cả hai loại hà thủ ô trắng và đỏ với lượng bằng nhau để kết hợp với các vị thuốc khác. Đôi khi thì người ta cũng chỉ dùng một loại. Trên đây là những thông tin về hai loại cây hà thủ ô trắng và đỏ. Nếu thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ để nhiều người biết đến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.